mình học tiếng Anh á, thì những giai đoạn đầu chúng ta tốt nhất là chúng ta học những cái từ mà nó rất là cụ thể. Nghĩa là sao? Ví dụ như cái từ cái bàn, mình chỉ vô cái bàn, thế là mình đọc cái từ cái bàn, table, table, thì lập tức cái hình ảnh cái bàn và cái từ đó nó liên kết vào đầu mình luôn. Mình chẳng cần định nghĩa gì cả, rất là thoải mái. Thì những giai đoạn đầu ai mà học tiếng Anh á, thì nên học theo những cái từ mà nó thật là cụ thể như vậy, từ từ cho nó quen đi. Xong rồi dần dần lên, chúng ta mới làm quen qua những cái từ nó khá là trừu tượng. Ví dụ như một số từ ở đây, chúng ta có những từ ví dụ như comment chẳng hạn, chúng ta có những từ ví dụ như close, bury, adapt, đồ này nọ. Thì những cái từ này nó không còn cụ thể nữa, thì lúc đó chúng ta tra từ điển. Ví dụ như một từ là guitar, cái đàn guitar, thì cái từ guitar này không lẽ bây giờ mình tra từ điển nó là một loại nhạc cụ mà này nọ nọ, tra hồi mình cũng không biết nó là cái nhạc cụ gì luôn. Vậy thì lúc đó chúng ta vô Google search ra cái hình cái guitar đó là cái gì, vậy là mình học được rồi. Nghĩa là không hẳn lúc nào chúng ta cũng dùng cái từ điển để chúng ta tra định nghĩa, còn phụ thuộc vào từ nó là từ về gì nữa, nó cụ thể hay nó trừu tượng nữa. Ở đây mình mặc định là về những cái từ mà bình thường thôi thì mình sẽ tra như thế nào. Thì tại sao chúng ta không dùng từ điển Anh Việt? Vì từ điển Anh Việt thứ nhất là nó dịch một cái từ ở trong cái ngữ cảnh nó rất là đơn lẻ. Ví dụ như cái từ work chẳng hạn, như bạn hỏi thầy, thầy ơi từ này là từ gì, thầy lúc nào cũng phải yêu cầu các bạn là gì, cho thầy một câu mới dịch ra được. Tại vì cái từ nó phải nằm trong ngữ cảnh của cái câu đó mình mới biết đường mà mình dịch. Còn không thì chỉ có một từ work, mà mọi người biết từ work nó có cả đống nghĩa. Trong tiếng Anh nó có một từ, từ set, từ này nha, có cả đống nghĩa. Thì cái từ này thôi nó cũng đã có khoảng đâu xương xương, nó cũng gần 2 nghĩa. Thì thầy làm sao mà thầy biết đường mà thầy dịch được? Nên mình hạn chế sử dụng từ điển Anh Việt là vậy. Có vài trường hợp gọi là bất khả kháng lắm thì chúng ta sẽ sử dụng từ điển Anh Việt, thì một tí nữa mình sẽ nói tới. Ở đây có 3 từ điển Anh mà mình hay dùng nhất. Từ điển đầu tiên đó là từ điển Oxford, thứ hai là Cambridge, và thứ ba là London. Cambridge và London. Thì thằng Cambridge này nó có một cái ưu điểm là nó có từ điển Anh Việt cho mình luôn, nhưng mà vẫn khuyến khích mọi người là đừng nên xài từ điển Anh Việt của nó, tại vì có những từ nó dịch vẫn sai nha. Nó có từ điển Anh Việt luôn, rất là hay ha. Có nhiều bạn hỏi thầy là có nên xài T-Flat không? Thì một tí nữa thầy sẽ giới thiệu một cái link từ điển này nó xịn sò hơn của T-Flat nhiều. Thì T-Flat có nhiều chỗ sai lắm nha. Ok, bây giờ mình đi vào Oxford trước. Thì đầu tiên, Oxford thì cái này là thầy hay dùng nhất. Thì mọi cái ví dụ hay là những cái từ ở trên group mọi người thấy là đa số thầy xài Oxford thay vì xài Cambridge. Longman là cái từ điển mà đa số các định nghĩa của nó rất là dễ hiểu. Và những học sinh nào mà học word form, word form đồ á, thì thầy khuyến khích là gì nên xài từ điển Longman. Tại sao? Từ điển Longman nó có cái lợi thế là nó, tí nữa mình sẽ thấy là nó có word form đồ này nọ, nó trình bày ra sạch sẽ luôn, rất là tiện cho mình, và nó cũng dễ hiểu hơn nữa. Còn ở dưới nó có vài liên từ điển này, và mọi người để ý có một liên từ điển là Merriam-Webster. Thì đây là cái từ điển đầu tiên của nước Mỹ, là cái từ điển gọi là nó cổ xưa nhất luôn. Thì những cái ai mà học chuyên ngành tiếng Anh thì thường rất là thích xài từ điển này, thì nó có cái hay lắm. Nhưng mà thôi, mình ở giai đoạn đầu thì mình không có bàn tới nó. Và có một số từ điển khác dành cho những ai đang học nâng cao lên, nó là từ điển đồng nghĩa trái nghĩa. Ví dụ như chúng ta biết cái từ good, nó là tốt rồi, vậy thì bây giờ mình muốn biết thêm những cái từ nào nó cũng mang nghĩa là good nữa thầy, thì mình vào cái link từ điển này ha, mình search thì nó cũng sẽ ra những cái từ đồng nghĩa trái nghĩa cho mình nha. Rồi một tí nữa mình sẽ đi xuyên sâu vào. Bây giờ để minh họa thì thầy sẽ lấy vài từ ở đây, thầy có khoảng 5 từ sẽ ra và hướng dẫn mọi cách soạn. Thì đầu tiên có một số lưu ý, thì một tí nữa gặp thằng nào thì sẽ nói thằng đó. Bây giờ khi tra thì mình chỉ việc là mình copy cái từ đó, mình quăng vô. Không thì mình đánh ra thì nó sẽ ra. Vậy thì đầu tiên khi nó ra, các bạn học một từ thì đầu tiên chú ý, ngay đầu tiên đừng có chú ý từ loại nó, khoan. Mình hãy vào cái link á và mình quan sát cái phát âm của nó. Thầy đó nói rồi, có 2 loại phát âm mà các từ điển thường hay dùng, nó là Anh Anh và Anh Mỹ. Vậy thì chúng ta có thể sử dụng từ điển Anh Anh.
nếu mình thích giọng Anh hơn, chúng ta sử dụng từ điển Anh Mỹ nếu mình thích giọng Mỹ hơn. Thì ở Anh Mỹ đây, cái hình màu đỏ này, North American English, và ở đây là British English, nghĩa là Anh, còn North American là Anh Mỹ. Nói chung màu đỏ nó là Anh Mỹ. Thì Anh với Anh Mỹ ở cái từ này nó hơi khác nhau, các bạn có thể thấy đây là âm khác nè, ở dưới nó cũng âm khác nè, à, nó khác nhẹ cho nên ai thích nào đọc đó. Vậy thì khi mình tra một từ đầu tiên thì mình bấm vô mình nghe. Mình nghe và mình bắt chước lại. Bạn nào biết đọc phiên âm rồi càng tốt ha. Rồi anh chưa biết thì bắt đầu mình đọc. Comment. À, mình nghe mình bắt chước nữa. Đến khi mà mình có thể đọc được cái từ rồi, bắt đầu mình nhìn lên cái từ này mình thấy là comment. Tính hoặc là comment nữa ha. Đừng đọc là comment nữa. Comment. Đọc đi đọc lại cho nó nhớ cái từ này, cái cách phát âm của từ này trước. Thì đó ha, đó là một cái đầu tiên chúng ta sẽ copy cái phiên âm chúng ta bỏ vô. Thầy thì thích Anh Mỹ hơn nên thầy chọn Anh Mỹ. Đây, đó là phiên âm xong. Cái thứ hai khi mình soạn một từ vựng đó là gì ạ? Nó là danh từ hay là động từ hay là tính từ hay là trạng từ, mình phải nhìn rõ. Và thường ở trên trường hoặc là trong các đề cương các bạn chỉ thường thấy nó ghi như thế này, nào danh từ hết. Ghi như thế này là một cách học rất là cẩu thả luôn. Tại vì danh từ là danh từ gì? Bữa giờ mình học những cái bài trên group rồi mọi người cũng thấy đúng không ạ? Sai cái loại danh từ thôi. Ví dụ như từ advice, các bạn học sai nó, thế là can you give me an advice? An advice, một lời khuyên, vậy là sai rồi. Nghĩa là mình không có nắm được cái từ loại của nó, thành thử ra mình đặt câu hay là mình nói nó cũng sai nữa. Nên cái từ loại nó quan trọng ở chỗ đó. Vậy thì mình hãy nhìn từ loại. Nhìn ở đâu? À, mình kéo xuống dưới bên này. Mình kéo xuống đây, mình sẽ thấy là gì ạ? Countable và uncountable. Đây. Thì những bài tiếp theo thầy sẽ phổ biến một số cái thuật ngữ trong tiếng Anh để các bạn có thể tra được. Thì countable là gì ạ? Là đếm được. Uncountable là gì ạ? Không đếm được. À, lúc này, vậy thì cái từ này mình có thể hiểu nghĩa của nó là gì ạ? Vừa đếm được, vừa không đếm được luôn. À, bắt đầu. Bên đây mình ghi là gì ạ? Không ghi now nữa. Mình ghi là gì? Countable hoặc là uncountable. À, thầy có một vài cái cách viết tắt như vậy ha. Rồi bắt đầu mình nhìn cái nghĩa nó. Cái nghĩa nó là cái quỷ này đây. Khá là khó. À, something that you say, arise, that give. Thì từ điển á, định nghĩa của từ điển người ta ghi ra là để gì? Là để cho mình có thể hoàn toàn dịch từ chữ sang chữ mà mình vẫn hiểu được. Nó khác với một câu mình viết bình thường ở chỗ đó. Định nghĩa của từ điển, mọi người cứ dịch từ chữ sang chữ, mọi người vẫn có thể hiểu được. Không cần phải dịch chi cho nó màu mè. Ở đây ví dụ, something, cái gì đó. Chữ that lúc nào các bạn cũng hình dung trong đầu là mà nha. Chữ that mình dịch mà. Cái gì đó mà bạn nói hoặc viết mà nó đưa một ý kiến hoặc là explain ai đó cái gì đó thì nó gọi là comment. À, đi bên hình dung. Mình hiểu cái định nghĩa này chưa đã? Nếu bây giờ cái định nghĩa này nó khó quá thầy ơi, đọc xong vẫn chưa hiểu. Vậy thì cách đơn giản nhất là gì ạ? Một, mình copy cái định nghĩa này vào Google Dịch. Đây, mình gắn vô. Ở đây nó ra tiếng Việt. Nó dịch cho mình luôn. Một cái gì đó mà bạn nói hoặc viết mà đưa ra ý kiến hoặc là giải thích về ai đó cái gì đó. Vậy thì những cái đó được gọi là comment. Vậy mình hình dung trong đầu coi. Cái gì đó mình nói hay viết, mình đưa ra ý kiến. Vậy có bao giờ mình đưa ý kiến hay mình giải thích về cái gì đó không ta? Ví dụ như hôm nay về trễ, giải thích với bồ mình sao ta? Comment. À, ví dụ như bạn này up một cái hình gì đó lên Facebook và mình thấy, thế là mình vô trỏ mình comment. Nghĩa là không phải chỉ là bình luận không. Ngày hôm nay ông thầy này giảng hay quá, tí vô group đăng một cái bài lên comment. Nghĩa là cái từ comment này nó dùng ở trong rất là nhiều ngữ cảnh khác nhau, chứ không hẳn chỉ là mình dịch ra là bình luận không. À, ví dụ như mình bóc phốt ai đó, mình chửi ai đó, đưa ra ý kiến về cái chuyện gì đó chẳng hạn, thì nó vẫn gọi là comment. Vậy thì nếu như có những từ mà định nghĩa của cái định từ điển này nó khó quá, thì mình chỉ việc gì ạ? À? Mình vào cái từ điển, mình vào cái từ điển khác để mình tra thử. Ví dụ như
Oxford nó định nghĩa khó hiểu quá, thế là mình nhảy qua Cambridge mình coi thử. À, Cambridge nó ghi sao? Nó ghi là cái gì đó mà bạn nói và bạn viết mà thể hiện ý kiến. Ủa, cái này dễ hiểu hơn nè. À, đúng không ạ? Cái gì đó mà bạn nói hoặc viết mà thể hiện cái ý kiến của bạn. Nếu ai chưa biết từ express sao, copy, quăng vô Google vậy. Này, nó sẽ dịch từ chữ sang chữ các bạn, vì định nghĩa thì phải viết như vậy thôi. Cái đó bạn nói thể hiện ý kiến của bạn. À, đi ngoài đường mà thấy ai đẹp một cái, comment, thể hiện ý kiến. Thấy vợ hôm nay mặc cái đầm này đẹp quá, comment. Có rất là nhiều cách ha, có rất là nhiều trường hợp mình dùng. Nếu mà từ này mình vẫn chưa hiểu giả dụ như thế thì mình vẫn có thể tra ở trên Longman chẳng hạn, comment, tra thử trên Longman. Nghĩa là mỗi từ điển nó sẽ có một cái cách định nghĩa khác nhau, nó sẽ dùng từ, dùng câu cú khác nhau, và tùy vào đó mà cái định nghĩa của từ điển này nó có thể dễ hiểu hơn từ điển khác nha. Thì mình cứ thấy không hiểu thì mình cứ chuyển từ điển, mình Oxford đọc không hiểu chuyển qua Cambridge, Cambridge đọc không hiểu chuyển qua Longman, Longman đọc không hiểu hỏi thầy hết. Không, Longman đọc chưa hiểu đúng không, thì mình chuyển qua tra từ điển Anh Việt. Mà tra từ điển Anh Việt rồi mà vẫn không hiểu thì lúc đó chúng ta hãy hỏi thầy nha. Thì bây giờ giả dụ thầy lấy cái định nghĩa của thầy, đọc cái định nghĩa của Cambridge là cái mình hiểu nhất rồi. Cái gì đó mà nói hoặc viết và thể hiện ý kiến là gọi là comment rồi. Comments rồi. Đây, bây giờ bắt đầu mình copy nó qua. Và nãy giờ toàn bộ thao tác thầy đều làm sau khi mình đã hiểu nó rồi. Ví dụ thầy chỉ copy cái từ comment này để bỏ qua bên này khi nào? Khi mình đã đọc quen cái từ đó rồi, 3-4 lần rồi. Mình hiểu nó là danh từ đếm được hay không đếm được rồi mình mới bỏ qua. Mình hiểu cái định nghĩa nó rồi mình mới bỏ qua. Nghĩa là mình đang ghi xuống cái mà mình hiểu rồi, chứ mình không ghi xuống cái mà mình chưa hiểu. Mọi người nhớ điều đó. Vậy thì mình hiểu rồi, mình thử mình đặt một vài cái ngữ cảnh mà trong tiếng Việt mình coi. Giống như những cái bài mà thầy hay đăng vậy đó. Nhưng cái từ của ngày hôm nay là predator. Vậy thì cái từ predator này, à, con chó predator, con gà không phải predator. Thì mình đặt những cái ví dụ vậy để mình hiểu cái nghĩa cái từ đó hơn. Thì những ai mà chưa biết cách đặt câu, chưa quen với cách đặt câu thì chúng ta có thể dừng lại ở cái giai đoạn này rồi, hoặc là chúng ta đặt những cái ví dụ bằng cách chúng ta chêm từ vô. Ví dụ như là như thế này, một bạn nào đó hả? Một bạn nào đó Tào hả? Chê thầy Lương hôm nay dạy dở quá. Dù dạy chê thầy Lương hôm nay dạy dở quá. Ok, comment. Nó là một cái comment. À, hoặc là bữa giờ mọi người thấy là có rất là nhiều cái comment về cái việc là cái chữ, mấy cái chữ A gì đó, mấy cái chữ A gì đó. Thôi mà thôi, cái vụ đó khó quá. Còn có những cái comment nào nữa ta? Có ai đó giúp thầy cho thầy một cái ví dụ đi. Một cái tình huống nào đó mà có thể được coi là comment không ta? Suy nghĩ. Vô khen gái đẹp hay? Khen gái đẹp, đúng rồi. Khen gái đẹp, comment. Xong. Con bé đi kế bên. Lại bạn này, bạn comment cái comment của bạn khen gái đẹp. Cái thằng khen gái đẹp đang comment con gái đẹp đó. Xong bắt đầu con bé mà đi chung với thằng này sáng nãy bóp cái phê bình thằng này, give opinion. Vậy là không được nha, không được khen nhà nó chưa. Ai cho anh nhìn cái con đó này nọ. Đó là cũng là một cái comment luôn. Nghĩa là comment nó xuất hiện liên tục, xuất hiện rất là nhiều trong đời sống hàng ngày luôn. Thì chúng ta có thể đặt ra những cái tình huống như vậy để chúng ta hiểu cái từ đó. Khoan có thể đặt câu, nhưng mà chúng ta cần hiểu cái từ đó ở trong những cái tình huống đó. Các bạn làm cái thao tác này nhiều quen á, thì sau này những cái từ này á, mình vô cái tình huống đó, tự nhiên cái từ này nó nhả ra một cách rất là thần kỳ luôn. Chúng ta không cần phải nhớ nó nữa. Rồi chúng ta chỉ dịch không á, sau này á, những cái khi mà các bạn gặp tình huống, các bạn phải ngồi nhớ ra cái nghĩa của cái từ đó, rồi phải dịch này nọ, thì nó mất hết một hai nhịp rồi.
Thành thử ra trong giao tiếp chúng ta nghĩ hoài không ra cái từ đó là gì á. Nghĩa là chúng ta học cái từ học nghĩa thôi, chúng ta không học cái ngữ cảnh, cái tình huống để xài những cái từ đó. Thì lúc mà các bạn học từ vựng cũng hãy để ý như này nha. Vậy thì một số cái lưu ý lúc mình đọc từ điển là gì ạ? Đầu tiên sẽ có những cái từ mà nó ghi là AWL như thế này. Cái từ này ở đây không có. Không ạ. Thì có những từ nó để hình chìa khóa. Hình chìa khóa là sao? Các bạn nhìn từ điển Oxford. Đây là cái hình chìa khóa. Mọi người thấy không ạ? Ở số 1 đây. Thì chữ A2 nó là hình chìa khóa. Vậy hình chìa khóa nghĩa là gì? Chìa khóa nó mang nghĩa là những cái keywords, như là những cái từ quan trọng mà các bạn nên biết. Thì hình chìa khóa nó là những cái keywords. À, những cái từ này là những từ quan trọng, là từ nên biết. Từ nên biết, nên học. Nó là cái nghĩa mà các bạn nên biết, nên học. Ha. Thì mình hãy chú ý về những cái nghĩa đó. Thầy nói rồi, trong một từ trong tiếng Anh có thể nó có rất là nhiều nghĩa. Vậy thì chúng ta hãy lựa 1 đến 2 nghĩa mà học thôi. Nó là những cái nghĩa nào mà nó có những cái chìa khóa như thế này nè, mà học trước. Những cái nghĩa nào râu ria của nó để sau, từ từ chúng ta hay học. Ví dụ như ở đây chúng ta có 2 nghĩa. Vậy thì nghĩa thứ 2 các bạn để ý là nó không có chìa khóa, đúng không ạ? Vậy thì các bạn để đó, từ từ học. Có gì đâu, mình học những cái nghĩa chính của nó trước đã. Tại vì mình đang bắt đầu mình học tiếng Anh mà, mình tập trung vô cái gì chính thôi. Thì mỗi một từ thì khuyên các bạn là chọn một nghĩa mà học thôi. Maximum các bạn chỉ được chọn 2 nghĩa mà học. Đừng có tham học hết nghĩa của nó nha. Hãy chọn những nghĩa chính mà học thôi. Thì lúc ra các bạn lưu ý từ loại giùm thầy. Nhớ là phải từ loại thật là kỹ, coi nó đếm được hay không đếm được. Tuy nhiên có một cái buồn là có những cái từ điển nó không ghi rõ loại danh từ động từ. Tí nữa mình sẽ thấy. Và cái này nó ghi A1, A2, B1, B2, C1, C2 là gì? Thì dành cho những bạn nào không biết, A1 là cấp độ thấp nhất trong khung tham chiếu năng lực tiếng Anh. Nghĩa là trình độ A1 là trình độ mà gọi là kiểu như hello, how are you, nghĩa là trình độ nó yếu lắm, giao tiếp cũng nói được, nhưng mà kiểu nói sương sương, bập bẹ 1-2 câu vậy thôi, chứ không có gọi là lưu loát. Và trình độ cao nhất là gì ạ? Là C2, nghĩa là trình độ này các bạn tưởng tượng là mấy anh chàng mà IELTS mà 8.5, 9 chấm á, nó ghê lắm các bạn, mấy cái từ C2 nó ghê lắm, nghe nó sang miệng lắm. Nên mình thôi mình né học nó đi, để đó từ từ học. C1 cũng vậy, hiện tại các bạn hãy tập trung, những bạn nào mà đang lấy lại căn bản á, hãy tập trung những từ A1, A2, B1, B2. Maximum các bạn hãy dừng lại ở B2 thôi. Những từ ở C1 á, thứ nhất là nó khó về mặt mặt chữ, nhìn cái mặt chữ đó thôi là đã thấy khó rồi. Thứ hai là nó khó về nghĩa, cái nghĩa của nó rất là trừu tượng. Thứ ba là khó về cách dùng nữa. Nên mình tạm nha. Các bạn mà nào tra mà thấy những từ nào mà ghi C1, C2 ấy, né nó ra. Các bạn nhìn thử từ này nó ghi gì? A2 đúng không? Mà còn chìa khóa nữa. Ngon quá, lụm học liền. Đừng có để bỏ rơi nó nha. Thì nó nằm ở khung từ A1 đến B2 là vừa rồi. Các bạn lưu ý một số điều đó. Bạn nào đặt được ví dụ thì càng tốt nha. Ở đây mình khoan nói đến phần ví dụ. Cái cách để đặt ví dụ như thế nào thì từ từ thì sẽ nói đến sau. Bây giờ ví dụ từ thứ hai đi. Từ này từ close. Chết rồi, tự nhiên lỡ miệng nói. Giả bộ mình không biết, giả bộ mặc định là thầy chưa biết từ này đi. Thì ra, nó ra. Ok, thấy từ này A1 là vững lòng rồi. Ngon lành, chuẩn bị tinh thần học nha. Bắt đầu ở đây nó có 4 cái phát âm. Vậy thì mọi người hãy chọn những cái phát âm nào mà mình thấy dễ nhất. Ai học IBA rồi sẽ biết cái thằng âm này nè, âm giờ này nè, cực kỳ là khó chịu. Thì mình hãy chọn những thằng này nè, đó, âm này. Close, thầy đọc, thầy nghe và thầy đọc lại. Đến khi thầy đọc nó thấy sầm điệu rồi, bắt đầu mình hãy copy nó bằng số. Close. Bây giờ mình tra thử từ loại nó. Từ đỏ loại nó ghi là plural. Plural nghĩa là gì? Nghĩa là lúc nào nó cũng phải ở dạng số nhiều như thế này. Nghĩa là nó không có bỏ s đi. Nghĩa là bài tiếp theo các bạn sẽ được học về cái này ha. Nghĩa là lúc nào nó cũng phải có s như thế này. Lúc nào nó cũng s như thế này hết. Thế là mình ghi nữa plural nào. Bây giờ về nghĩa mới căng thẳng nè.
the thing that you wear, such as trousers, dresses, or jacket. Thầy giả bộ thì yếu quá, thầy không biết gì hết trơn. Đọc dịch hoài không hiểu. Thôi quá, copy, quăng vô Google dịch. Những thứ mà bạn mặc, chẳng hạn như quần, váy, áo, khoác này nọ thì nó gọi là clothes. Ô, vậy xà lõn có gọi là clothes không ta? Có, mặc lên người là gọi là clothes rồi. À, vậy thì ba lỗ, áo ba lỗ gọi là clothes không ta? Tính luôn là clothes. Áo khoác, áo măng tô, áo bành tô gì đó, hay những cái áo gì đó, nói chung là hoodie vẫn gọi là clothes. Dạ. Vậy ở đây mình ghi, thầy hiểu rồi, bắt đầu thầy ghi clothes là những cái mà bạn mặc. Ở đây các bạn có thể ghi là such as, còn không thường các bạn bỏ ở cái cụm such as cũng được, không sao cả. Nếu mà thầy vẫn không hiểu nghĩa của nó thì đánh cái từ clothes. Ở đây, để coi từ điển Cambridge nó dịch có dễ hiểu không. Trời, nó dịch còn khó hiểu hơn nữa. Cái gì mà protect, cái gì mà decorate gì tùm lum hết. Trời ơi, khó hiểu quá. Chuyển qua Longman. Hiểu khó một tí, vẫn chưa hiểu. Chuyển khó quá. Cái mà bạn mặc để cover your body hoặc là giữ ấm. Cái này nó có vẻ dễ hiểu nè. Thì trong ba cái thầy vẫn thấy của Oxford dễ hiểu hơn. Những thứ mà mọi người mặc để che thân hoặc giữ ấm. À, thì lúc đó mình hiểu cái nghĩa nó rồi. Thì mình hãy copy nó, cho nó xuống. Vậy thì ví dụ như ở đây thì tạm này ghi ra xà lõn là clothes. À, ví dụ như áo ba lỗ, áo thun ba lỗ, không có áo sơ mi ba lỗ nha. Áo thun ba lỗ. Áo nào không ba lỗ đâu. Còn ba lỗ dấu hỏi dấu ngã ta. Kệ đi, dấu hỏi. À, ồ dấu ngã chứ. Là clothes. Vậy thì các bạn quay trở lại cái định nghĩa. Đố các bạn nha, mắt kiến có gọi là clothes không? Lý do mà mình học như thế này nè, là mình sẽ hiểu cái nghĩa nó trong cái ngữ cảnh, trong cái, nó sẽ giải thích ra cái mà bạn mặc để che chắn cơ thể hoặc là giữ ấm. Vậy thì bông tai có tính là clothes hay không? Không. Vì bông tai không may mà đeo để giữ ấm á. Chúng ta không có những cái loại bông tai thần kỳ đó. Chúng ta cũng không có đeo bông tai để che chắn cơ thể. À. Thì ở đây bông tai nó gọi là phụ kiện, là phục sức. Chứ chúng ta không gọi là clothes. Các bạn lưu ý. Thì lúc mà mình học cái định nghĩa trong bằng tiếng Anh như thế này nè. Thì mình hãy đặt những câu hỏi như vậy. Cái gì là clothes ta? Ba lỗ là clothes. Dép lào phải clothes không ta? Phải. Nhưng mà bông tai, khuyên mũi, khuyên rốn không phải là clothes. Các bạn lưu ý điều đó. Vậy thì mình hiểu rồi. Clothes tạm thời. Mình đi tiếp qua từ tiếp theo. Ok. Từ tiếp theo mà thầy chọn là từ này. Không biết. Khuyến khích các bạn thấy từ nào không biết đừng làm ơn. Đừng có đọc ẩu nha. Các bạn hay có xu hướng là giờ thấy cái từ đó bất chấp đọc luôn. Thì người ta nói ấn tượng đầu tiên là cái ấn tượng rất là quan trọng. Thì các bạn đừng có đọc. Các bạn nghe cách đọc đúng ngay từ lần đầu, nó sẽ ám ảnh các bạn nhiều. Các bạn sau này sẽ dễ đọc đúng hơn là so với cái việc mà các bạn đọc sai xong rồi đi sửa lại nha. Nên hạn chế cái từ nào không biết thì đừng đọc. Thì chúng ta có từ này. Ok. Nó là B1. Học được. Có hôn chìa khóa luôn. Ngon lành. Học được hết. Very. 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 À, thầy đọc được rồi, bắt đầu mình copy nó vô. Nhớ lúc nào cũng phải để ý phát âm đầu tiên, rồi tính gì tính, phải biết đọc nó đã. Vậy thì mình coi thử nó là động từ đúng không ạ? Vậy thì bữa sau mình sẽ học là có ngoại động từ, có nội động từ. Nghĩa là động từ đi với object hay là động từ không đi với object. Thì ở đây nó chỉ ghi có chữ verb à. Nó là cái dạng mà hồi nãy thầy nói đó các bạn. Là động từ. Nó không có ghi rõ là danh từ, động từ gì hết trơn á. Vậy thì mình làm cách nào? Mình nhìn vào những ví dụ nha. Ở đây người ta ghi là bury somebody something. Các bạn mà học cái điểm ngữ pháp về động từ rồi, các bạn sẽ biết là gì. Chôn cái gì, hung ai,
giết ai, đập ai đó, nghĩa là nó có object ở phía sau, thì nó luôn là ngoại động từ. Thì ở đây nó có gợi ý cho mình something, somebody, chứng tỏ cái từ bury này nó là một ngoại động từ. Thì mình dựa vào đây mình có thể biết được nó ngoại động từ hay nội động từ rồi. Không cần thiết mà mình phải dựa vào cái cách người ta ghi. Ở đây nó không ghi rõ ra thì mình nhìn vào ví dụ người ta cho. Ở đây mình cũng có thể hiểu được cái điều đó nha. Nó gọi là mình phải hiểu ngầm nó là cái nghĩa gì. Vậy ở đây thì hiểu nó là ngoại động từ rồi. Thì ghi nó xuống transitive verb. Ở đây bây giờ bắt đầu chọn nghĩa nè. Thầy nói rồi, một từ các bạn chọn những cái nghĩa nào mà quen với mình, có dấu chìa khóa mà học thôi. Ví dụ ở đây có một dấu chìa khóa học, hai dấu chìa khóa học, trời, ba dấu chìa khóa luôn. Ở dưới này thấy không có, bỏ, để đó, mốt học. Bây giờ mình thấy hai cái đầu thôi. Một cái nghĩa là gì ạ? Đặt một cái cơ thể chết ở dưới đất. Trời, ghê quá. Nghĩa gì mà tâm linh quá vậy? Tra thử coi, giả bộ không biết gì hết chứ. Đặt một xác chết xuống đất. Trời, nghe ghê quá vậy. Nghĩa này thật ra nó chưa rõ. Ở đây mà các bạn tra từ điển lý do mà thầy ghét dịch như thế này nè. Đặt một xác chết xuống đất, nghĩa là chôn, đặt nó ở trong lòng đất hay là đặt nó ở trên mặt đất. Khó hiểu đúng không chỗ này? Thật ra in the ground nghĩa là ở trong mặt đất, nghĩa là ở dưới đất đó các bạn. Ở dưới đất, ở trong đất, nghĩa là mình đang chôn ai đó. Nó ghi nhập nhằng quá. Thôi thì thử thầy tra cái nghĩa của bên Cambridge của nó dịch làm sao. À, đặt cái xác chết của ai đó vào trong đất. Đặt cái gì đó vào trong hố và cover nó và lấp nó. Rồi. Thầy thử cho lấy cái nghĩa này. Nó là cái nghĩa thứ hai trong Oxford nè các bạn. Cái nghĩa này nè. Hide something in the ground. Nghĩa là các bạn chôn giấu cái gì đó ở trong đất. À, bây giờ giữa hai cái nghĩa này thì thầy chọn cả hai luôn, tại vì hai cái này nó đều na ná với nhau và đều rất là dễ học. Thì mình hiểu nó rồi thì thầy sẽ copy nó băng qua đây. Thầy nghĩa số, thầy đánh dấu đây là nghĩa số 1. Này. Ở dưới này là nghĩa số 2, nghĩa là mình hide something in the ground. Chưa hiểu thì các bạn có thể để giấu một cái gì đó ở trong lòng đất. Ví dụ như chúng ta có cái gì ạ? Chúng ta có, các bạn nào có Tom and Jerry hay là nhà bạn nào có nuôi chó mà mỗi lần mà cho nó ăn xong nó đều tha xương, nó đem đi giấu. Đó là một dạng của bury. Bây giờ bury mà cái kiểu bury cái người chết thì bây giờ nó ít quá ha. Bây giờ đa số là mình thiêu, theo xu thế là mình phải thiêu cho nó bảo vệ môi trường. Thì ví dụ như hồi xưa mà mấy hải tặc mà hay có bury những cái kho báu của họ dưới, các bạn coi phim cướp biển dưới Caribbean đó, các bạn sẽ thấy là họ bury những cái kho báu của mình ở dưới đất á. Hoặc là có mấy cái phim mà lâu lâu tự nhiên có một cái anh nào đó anh lụm được mấy quyển bí kíp võ công gì đó mà được chôn ở dưới đất á. Hay là ai có chuyện ngắn của Nguyễn Ngọc Ngạn cũng biết là những câu chuyện ma là đôi khi có ai đó được chôn dưới nền đất xong họ về họ báo mộng hay là những cái câu đó. Thì những cái việc như vậy cũng gọi là bury hết. Và cái từ này là bury. Nếu mà ngay từ lần đầu tiên thầy không đọc nó là bury mà thầy tra và thầy nghe là bury thì sau này các bạn sẽ có xu hướng là gì? Mình ít bị phát âm sai cái từ này thành bury lắm. Nghĩa là mình đúng ngay từ đầu luôn thì sau này nó không còn sai nữa. Còn các bạn mà gọi là mình chủ quan, mình nhìn cái mặt chữ mà mình đọc mình không chịu tra, hoặc là mình đọc trước rồi mình tra sao mà nó sai đi thì sau này mình sửa lại rất là khó nha. Ở đây thầy hiểu cái nghĩa rồi thì bắt đầu mình có thể ghi ra. Ví dụ như chúng ta có là gì ạ? Chôn kho báu, chôn hải tặc. Ví dụ chúng ta có hải tặc mà chôn cái kho báu thì nó gọi là hải tặc. Anh không có chôn mà anh bury cái kho báu của anh để giấu. À, con chó thì bury cái gọi là sao ta, xương hoặc là đồ ăn. Bây giờ chúng ta sẽ qua từ tiếp theo, nó là từ adapt. Từ này khá là lạ.
khá là khó đúng không? Mấy từ kia có thể là các bạn cũng biết rồi. Bây giờ mình lấy một cái từ mà không ai biết hết, mình tra thử. Vậy thì đầu tiên, các bạn hãy nhìn vào khung bên phía tay trái này đây. Các bạn sẽ thấy là nó vừa là tính từ và nó vừa là danh từ luôn. Thấy không ạ? Cái khung mà nearby words nè. Đây, các bạn sẽ thấy nó vừa là tính từ và nó vừa là danh từ luôn. Thì trong tiếng Anh cái tình trạng này xuất hiện rất là nhiều. Nghĩa là một từ nó có thể vừa là danh từ, có thể vừa là động từ. Một từ nó có thể vừa là tính từ, vừa là danh từ luôn. Vậy thì mình hãy để ý kỹ cái từ loại của nó. Ví dụ như cái từ mình đang muốn tra là danh từ thì mình hãy bấm vào chỗ danh từ để cho nó ra, cho nó đúng nghĩa. Nhưng mà không, cái từ mình muốn tra là tính từ, vậy thì mình hãy bấm vào cái nghĩa của tính từ mà mình tra. Vậy thì mình đọc nó sao đây? Mình bấm mình nghe. Adapt, adapt, adapt. Mặc định thì biết rồi thì copy vô. Làm lẹ nè. Ok. Thì thầy biết rồi, bây giờ thì cái nghĩa của nó là tính từ. Tính từ thì không có gì mà phân biệt ra hết, thì mình chỉ đơn giản mình ghi là tính từ thôi. Và cái nghĩa của nó rất là đơn giản luôn. Bạn giỏi làm cái gì đó mà cái mà nó khá là khó thì nó gọi là adapt. Chưa biết lắm. Ra. Giỏi làm một việc khá khó. Ví dụ như môn hóa ai cũng thấy là nó khó đúng không ạ? Nhưng mà bạn này học giỏi hóa lắm, nghĩa là bạn này adapt ở cái môn hóa đó. Môn toán đối với thầy nó khó lắm, mà thầy thấy thằng kia nó học giỏi quá. Thì thầy gọi bạn đó là gì ạ? Adapt ở môn toán. À, thấy mình nhát gái quá mà sao con bé này nó cô gái hay quá. Adapt in cô gái. Ok. Thì có những cái người phụ nữ mà sao chị này đảm đang quá, chị nấu ăn ngon ghê á. Adapt in cooking. À, vậy thì mình để ý cái nghĩa của nó là gì? Làm cái gì là đố nó khó đúng không? Mà một cái người đó làm tốt nó thì gọi là adapt ở cái lĩnh vực đó. Hiểu rồi, bắt đầu mình ghi ra nghĩa. Thì các bạn biết là trong tiếng Anh có những cái từ mà nó phải đi kèm với giới từ như thế này. Thì mình hãy copy cái cụm đó vào như thầy hay làm. Là gì ạ? Adapt đi với at hoặc là in something. Mình phải ghi cái cụm này ra nha. Và học luôn cái chữ at chữ in này. Nghĩa là sau này mình cứ nhớ adapt đi với at, adapt đi với in. À. Thì thầy cho vài ví dụ rồi ha các bạn. Có thể ghi ra đây, ví dụ vậy. Vậy thì nó gọi là adapt. Nhớ nha, khi các bạn tra một từ, hãy để ý đến giới từ đi kèm với nó. Hãy để ý đến giới từ đi kèm với nó. Có những từ điển, ví dụ để thầy check thử ha. Adapt này. Rồi, cái này mà bên từ điển Cambridge khó hiểu ghê á. Có năng lực tự nhiên để làm cái gì đó mà cần kỹ năng gì đó. Khó hiểu quá. Mình chuyển qua Longman ha. Adapt. Longman dễ hiểu không? À, đây. Longman nó dễ hiểu hơn nè. Thế là mình tra thử Longman. Dễ ngắn ngắn thôi. Hiểu không? Longman thường là nghĩa đó rất là dễ. Lúc này là lúc đó mà còn đang chưa ra từ điển quen. Thế là bốn thầy ơi, yêu mình như đang bị lát rồi thầy ơi. Đi mà có thể làm chứ nghe không được thầy ơi. Dịch từ chữ sang chữ được luôn á, thì mình hãy tra từ điển Long Minh nhiều nha, thay vì từ điển cảnh rất. Thầy ơi nghe không được thầy ơi. Driving. Đúng rồi. Alo. Mạng nó hơi lắc một tí xíu. Các bạn nghe rõ chưa? Alo. Okay, giảng lại cái khúc hồi nãy thầy nói đi thầy. Giảng lại cái khúc nãy thầy nói đi. Khúc nào nghe lắc? Trước cỡ 5 phút trước.
À, trước 5 phút trước cái gì? Cái từ adapt này. Từ điển ra nào nó cũng sẽ có những cái từ mà nó có nghĩa không, nó khó, và có những cái cách diễn đạt của nó dễ. Thì thường là Cambridge là cái cách định nghĩa của nó khá là khó hiểu đối với một số bạn mà lần còn đang tập làm quen với tiếng Anh. Thì Longman là cái dễ hiểu nhất, nhưng mà thầy thì lại thích dùng Oxford hơn. Tùy mọi người mà chọn một cái từ điển mà mình hay dùng thôi. Nhưng đối với những ai mới bắt đầu học tiếng Anh, thầy khuyên là hãy học, hãy tra từ điển Longman nha. Vì Longman nó dễ thích, sẽ dễ hiểu hơn rất là nhiều. Thì Longman các bạn thấy là bỏ qua bên này cái nó ra nghĩa, nghĩa nó rất là dễ dàng luôn. Giỏi một thứ gì đó cần sự chăm sóc và kỹ năng. Lái xe có cần kỹ năng không? Cần. Nấu ăn cần không? Cần. Cô gái cần không? Cần. Rất là nhiều cái mà miễn mà mình làm giỏi cái gì đó thì mình gọi là adept in cái đó rồi. Vậy thì tiếp theo chúng ta có từ số 5, automobile. À chết, lại đọc nó được rồi, quen miệng. Thầy giả bộ thầy mà không biết từ này thì thầy không biết. À, cái từ này đa số người Việt Nam mình sẽ đọc là automobile, đa số luôn. Lần đầu tiên thầy đưa cho học sinh đọc thì 10 người đọc hết là automobile. Có những bạn nào biết rồi thì tất nhiên sẽ không đọc như vậy, hay những bạn nào mà đoán thì chắc chắn không nào đoán ra được hết, tại vì tiếng Anh mà làm gì có việc mà đoán được phát âm đâu. Thì nó là automobile, automobile. Các bạn nào học IVA á, các bạn không cần nghe luôn, các bạn chỉ cần nhìn vô automobile, các bạn có thể đọc được. Thì nó là cái lợi thế khi các bạn học phiên âm IBA là vậy đó. Các bạn có thể biết được cái cách phát âm của một từ qua cái việc là các bạn nhìn và các bạn đọc phiên âm. Chứ còn các bạn học IBA cũng không có cái dụ là học IBA xong tự nhiên nhìn mặt chữ cái biết phát âm đâu nha. Không có, tất cả đều phải dựa vào phiên âm các bạn mới biết phát âm của nó hết. Vậy thì thầy đọc được rồi, mặc định thầy đọc từ này là automobile, automobile thì biết đọc rồi, thầy copy vô. Ủa? À xong. Vậy thì thành ra nó là danh từ. Đây cũng là một trường hợp đây. Nghĩa là nó không có ghi rõ ra danh từ gì như các từ kia, các bạn có thấy không ạ? Nhưng mà các bạn để ý đi, nó ghi a car đúng không? Nghĩa là có một chiếc xe, mà một chiếc xe nghĩa là đếm được không đếm được? Đếm được. Đếm được mới có 1, 2. Không đếm được lấy gì có 1, 2. Nghĩa là danh từ này đếm được. Nó là countable noun. Và cái nghĩa của nó đơn giản ha, a car hết. Mà tại sao mình không dùng a car chi? Dùng a car đơn giản không chịu, dùng automobile khèn người ta vậy đó, khổ ghê. À, vậy thì mình hiểu nó rồi. Bắt đầu ví dụ ngoài đường như bây giờ cái gì, bây giờ mình nhìn vô cái xe, mình không chỉ cái xe nữa, mình gọi là nó là một cái automobile. Đứa nào đi kế mình nhìn cái hết hồn luôn. À, thì nó là automobile. Có nhà bạn nào có automobile không ạ? À? Chúng ta kiểm tra trong lúc mình coi có ai đại gia không nè. Ok, không có. Một sự im lặng thì đáng sợ. Ok. Thì ở đây là 5 từ mà thể thấy là nó khá là khó đối với mình ha. Và số từ này rất là lạ. Thì các bạn mỗi ngày á, các bạn hãy kiếm ra một từ và các bạn tập ra như thế này nè. Mỗi ngày 1 từ thì được làm nhiều. Mình làm sương sương thôi. Từ từ nó khoảng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần từ từ các bạn sẽ quen. Lúc đầu thì không có được đọc những cái từ điển này đâu các bạn, thì sẽ đọc từ điển giấy á. Bạn nào có tiền ra nhà sách mua từ điển giấy á, sau này cái kỹ năng mà scanning, skimming ở trong reading các bạn lên dữ lắm. Tại vì thứ nhất là chữ nó nhỏ xíu à, thứ hai là giấy nó mỏng nữa. Thứ ba là lật mỏi tay luôn. Hồi đó thì đọc những cái từ điển như vậy á, trời ơi đọc dã man lên luôn. Nó đâu có tiện như bây giờ đâu. Thì các bạn tra từ điển giấy nó sẽ tốt ở kỹ năng đọc cho mình hơn nhiều. Nhưng mà tiện thì mình dùng cái này nó vẫn tiện hơn. Thì ở từ điển giấy các bạn có thể ra pha sao mua hơn một cuốn từ điển giấy thì đã coi nó khoảng 300-400 ngàn thôi, không có nhiều. Nhưng mà mua cuốn xài tới giờ luôn. Um,
ở dưới này, ở trong cái file nó là tổng cộng 34 từ mà thầy thấy là mọi người thường hay phát âm sai. Mình có thể tra và hiểu nghĩa, và những từ này mình rất là hay gặp nha. Có một số từ thì đã có làm ở trên group rồi, nhưng mà có một số từ thì chưa. Thì mỗi ngày các bạn làm từ thôi, đừng làm nhiều. Bạn nào maximum làm 2 từ, bạn nào quen rồi làm 3 từ. Những giai đoạn đầu mình học đó, mình đọc định nghĩa rất là khó hiểu. Các bạn chỉ việc là gì ạ? Dịch từ chữ sang chữ thì nói lại something, that, that mình cứ dịch làm mà tự nhiên mình hiểu hả? Rồi sau này các bạn học lên cao, các bạn sẽ thấy là gì? Cách viết như vậy nó rất là bình dân. Cách viết như vậy nó rất là dễ hiểu. Cách viết như vậy nó không có gì cao siêu hết. Người ta cố tình người ta viết như vậy để mình đọc tới đâu, mình dịch tới đó có thể hiểu được. Thì mình hãy lợi dụng cái điểm đó, mình hãy cứ dịch ra như vậy thôi, đừng có làm chi nó căng hết. Còn nếu ai quá yếu mà không có dịch được luôn thì mình hãy copy nó vào Google dịch mà dịch, đơn giản vậy thôi. Và mỗi ngày mình làm một tí, mình đọc một tí, mình đọc một tí, dần 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 các bạn sẽ có một cái kỹ năng gọi là đọc từ điển điêu luyện luôn. Các bạn sẽ để ý là có những cái từ mà ở trong định nghĩa nó sẽ lặp đi lặp lại, có những cái cấu trúc ở trong từ điển nó sẽ lặp đi lặp lại đó, khi người ta giải thích một cái từ nào đó. Thì dần dần các bạn sẽ quen được thôi. Nhưng mà giai đoạn đầu nó sẽ rất là khó và rất là cực. Có thể từ này không hiểu, các bạn chịu khó nhảy qua từ điển kia. Từ điển này vẫn không hiểu, các bạn phải nhảy qua từ điển kia. Làm riết nó quen thôi các bạn nha. Cái này là phải tự cố gắng thôi. Thì ở đây là từ điển Anh thầy giới thiệu xong rồi. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các bạn về từ điển Anh Việt. Ví dụ như có những cái từ mà nó khó quá, dù từ comment này thì giả dụ như ra hoài vẫn không hiểu, các bạn có thể vào từ điển Global này ha. Thầy hãy đọc vào từ điển Global đi cho nó dễ hình dung. Vậy thì cái liên từ điển này thật ra nó có app ở trên Google Play á. Các bạn có thể vào đó, trên App Store nó cũng có, các bạn vào các bạn tải về. Nó có dịch từ Anh qua Việt luôn. Ví dụ thầy đánh vào thầy tra thử ha. Các bạn có thể thấy như thế này. Thứ nhất, nó sẽ có một cái khung những cái từ liên quan như thế. Bên cái này, bên đây, commentate, commentation, commentator gì đó, nhiều lắm. Thứ hai, cái khung ở giữa các bạn sẽ thấy là gì ạ? Đây là nó dịch cho mình là dịch theo kiểu dịch đơn lẻ, nghĩa là nó dịch không có ngữ cảnh. Ở đây nó có IBA không? Cũng có IBA cho mình luôn, nhưng mà khuyến khích các bạn đừng có tin IBA ở đây nha. Ừ, IBA ở đây nhiều khi nó sai đó nha. Chứ lại IBA nó ghi theo kiểu Mỹ, khó hiểu lắm. Vậy thì nó có nghĩa là bình luận, phê bình, chú thích, các bạn thấy không? Khi mà dịch đơn lẻ, có nhiều cách để mình dịch lắm. Vậy thì mình kéo xuống cái lợi hại của từ điển là gì? Nó dịch một từ ở trong một câu. Như thế này các bạn thấy. Nó dịch một từ trong một câu, ví dụ như ở đây là I used to sit there and never comment. Thì ở đây, trước khi tôi đến đây tôi chỉ ngồi đó và không bao giờ bình luận. Nghĩa là nó dịch cái từ đó ở trong một cái câu, dịch trong ngữ cảnh. Các bạn có thể thấy, các bạn có thể tham khảo đối chiếu nhiều hơn cái cách dịch nó thì nó sẽ chính xác hơn. No comment, không bình luận. Thật ra no comment ở đây nó nghĩa là miễn bàn, ở chỗ này nó dịch kiểu sai ha. Miễn bàn, no comment. Đó, cái liên từ điển này lợi hại ở chỗ đó, nghĩa là nó sẽ chính xác hơn so với các liên từ điển của TFLAT hay là Cù Việt gì đó. Thì thầy khuyến khích các bạn nên dùng cái liên từ điển này thật sự. Thì cái thứ hai nữa là từ điển mà hồi nãy thầy nói là từ điển đồng nghĩa trái nghĩa thesaurus, thì mình copy từ comment vô, mình bấm nó ra thì nó sẽ ra như thế này. Ở đây nó vẫn có đọc cho mình nghe luôn ha các bạn ha. Đầu tiên nó sẽ ra những, đây là danh từ đúng không, mình đang kiếm về danh từ. Vậy thì những cái từ nào mà đồng nghĩa với comment, gần nghĩa chứ không hẳn là đồng nghĩa nha. Ví dụ commentary, những cái từ này, discussion, judgment, mention, note, observation gì đó, thì mình có thể tra nó, nghĩa là nó có sự gợi ý cho mình tra nó để coi nó có đúng phải là từ đồng nghĩa của từ comment hay không mà chúng ta học. Thì bạn nào học ở giai đoạn nó nâng cao hơn rồi thì hãy dùng những cái này. Còn không thì chúng ta tạm thời chúng ta bỏ qua nó. Thì thầy chỉ giới thiệu sơ qua ở đây thôi ha. Rồi, thêm một cái nữa là cái chỗ academic list này. Như vậy không nhớ là cái từ gì mà nó academic một tí xíu ha. Ờ...
này nó có dạng academic không ta? Đây có những cái từ mà ví dụ như các bạn thấy là nó có C1 như thế này, các bạn hạn, bây giờ các bạn hạn chế, các bạn đụng vô nó nha, hạn chế thì kiếm cái từ gì đó mà nó có nó học thuộc một tí xíu coi. Thì vẫn không nhớ ra được từ nào học thuộc hết. Thôi tạm thời bỏ qua đi. Nhưng mà các bạn thấy cái từ chữ này nè, thì bạn nào mà ở giai đoạn căn bản á, các bạn cũng né nó ra luôn giúp thầy, vì nó là academic word list, tức là nó nằm trong danh sách những list, những cái từ mà học thuật, nghĩa là những từ này nó chưa cần cho các bạn đâu, từ từ hay học tạm thời lờ nó đi, coi như nó không có, mai mốt học. Những bạn nào ôn thi IELTS, những bạn nào đang học ở chương trình đại học, những bạn nào đang cần vốn từ vựng C1, C2 thì hãy học nó nha. Những bạn nào mất căn bản, đang lấy lại căn bản thì từ từ bỏ nó qua một bên. Thì đó là một số lưu ý trong lúc đọc từ điển. Rồi vào một số từ thì cũng minh họa rồi. Thì lúc ở nhà các bạn có thể làm cái file Word như thế này, hoặc là mình ghi ở trong tập. Thì hồi đó thầy soạn từ là nó theo kiểu như thế này, và ở dưới nó còn là cái ví dụ nữa. Thầy đặt một số vài cái ví dụ ha. Đặt sai cũng được, kệ nó. Đặt những câu đơn giản thôi. Ví dụ như comment đâu phải lúc nào mình cũng đặt chi cho nó cao sang. Hồi đó thầy nhớ lúc mà thầy đọc cái từ này thì ghi rất đơn giản thôi. Fails, often, comment. Ở đây nó là danh từ ha. Nó là danh từ. Danh từ thì ra thầy để ý là gì ạ? Thứ nhất, chữ comment này hồi nãy nó đi với on, thấy không ạ? Thứ hai nữa là gì? Các bạn nhìn vô cái định nghĩa, các bạn chú ý cái ví dụ giùm. Ở đây á, các bạn có thể kiếm, kéo xuống cái ở từ điển Oxford, nó có cái chỗ là collocation. Thầy giải thích luôn collocation là gì? Là cái cách mà các từ nó đi chung với nhau, cái cách mà dùng từ mà nó tự nhiên đối với người ta. Ví dụ như người ta nói là ở đây người ta gọi là make comments, chứ người ta không gọi là have comments. Cũng như trong tiếng Việt của mình đó, người ta ăn bánh lỗ tai heo chứ người ta không ăn bánh lỗ tai lợn. Nhưng mà người ta ăn bánh da lợn chứ người ta không ăn bánh da heo. Ăn bún bò giò heo chứ ít ai ăn bún bò giò lợn. Nó khó hiểu như vậy đó. Con gà thì gà trống chứ không phải là con gà đực nha. Thì nó collocation là nó kiểu như vậy đó. Thì mình hãy để ý là những cái động từ nào đi với comment. Ở đây nó có have nè, nó có make nè, nhưng mà nó không có get, nó không có do. Vậy thì mình chỉ dùng have, dùng make thôi đúng không ạ? Thì mình đặt cái câu điểm mình muốn tèo thường comment ở đây, thầy muốn dùng dưới dạng danh từ là tèo often has comment. Ở đây nó không đếm được, thôi thầy giả dùng. Comment đi với từ gì ạ? Hồi nãy thầy thấy là on đúng không? Comment on thường comment lên cái gì, ví dụ như Lan's writing, mấy cái Lan bài viết của Lan à. Ví dụ như Lan lại thường comment often have comment on my status. Ví dụ vậy. Thì cứ đặt những cái câu, đặt 2-3 câu gì đó. Nên nhớ đặt đại cũng được, nhưng mà hãy cố thử đặt, đừng có lướt qua. Tại đặt những câu rất là tào lao thôi, hoặc là các bạn có thể đặt những cái câu chêm chêm vô cũng được. Còn không thì các bạn cứ bưng đi hỏi thầy ha. Rồi từ từ chúng ta sẽ được học cái cách mà đặt ví dụ như thế nào. Thì soạn từ các bạn lưu ý là một chỗ là nó cần có một miếng màu sắc một tí xíu. Ví dụ như ở cái phần về thầy có một cái quy định là chữ comment thầy lúc nào thầy cũng phải in đậm lên và thầy tô màu đỏ. À, cái chữ này thầy lúc nào thầy cũng để như vậy. Nhưng mà từ loại thì lúc nào thầy cũng phải tô màu xanh lên hết. Nó là cái quy tắc nha, bình thường thầy cũng hay làm vậy. À, và cái định nghĩa lúc nào thầy cũng phải in nghiêng nó hết. À, nhìn cho nó đẹp hơn tí xíu. Vậy thì sau này thì cái chữ comment á thầy cũng phải in đậm và làm nó tốn tí xíu thôi, nhưng mà sau này các bạn nhìn lại cái phần bài soạn của mình sẽ thấy nó đẹp hơn, dễ coi hơn.
lấy đem khè người ta cũng được. Đó là cái cách mà thầy hay soạn bài. Thì mỗi ngày thầy soạn khoảng từ, thầy nhớ hồi đó đại học mỗi ngày soạn có một từ, không soạn nhiều. Kiếm một từ ở trong cuốn sách giáo trình mình đang học, có kiếm một từ ở trong cuốn truyện mình đang đọc, có kiếm một từ nào đó mình thấy trên bất kỳ đâu cũng được, mình học, mình ghi xuống, mình học, mình soạn theo cái cách này. Đó là cái cách mà thầy học từ. Chứ thầy thường là thầy không học từ ở trong sách, cũng chẳng có học từ ở trong mấy cái giáo trình nhiều đâu. Đa số là thầy lụm mấy cái từ thầy gặp, xong rồi thầy lụm, thầy bưng vô về thầy soạn thôi. Thì ở đây nó còn gì nữa không ta? À, thầy có một chỗ chưa nói dành cho những bạn nào mà cấp 2, cấp 3, các bạn mà muốn học dù hoặc phơm á, thì từ điển Longman nó rất lợi hại ở chỗ nào thầy chỉ luôn. Đó là nó có từ, ví dụ thầy tra thử từ cái gì nó sương sương cơ ta, support. À, thì các bạn để ý là gì? Nó có cái chỗ word family ở đây. Nó liệt kê cho các bạn dòng họ tông ti của từ support này ra. Nó bao gồm làm support, supporter, supportive, supporting. Tùm lum hết, nó liệt kê hết ra cho các bạn luôn. Thì hãy bưng nó mà học. Nó là cái cách mà hồi đó thầy hay dùng để học word form á. Sau này học word form thầy còn dùng cái cách vẽ cây nữa, nhưng mà sau này thì sẽ chỉ. Thì còn gì nữa không ta? Để xem. Thì hướng dẫn sơ về cách tra từ điển thì nó chỉ có như vậy thôi. Đơn giản và nhìn thì nó đơn giản, nhưng vấn đề ở chỗ là mình tra riết cho nó quen thôi, chứ thực ra tra từ điển nó không có gì khó hết. Và mình hãy luôn nghĩ trong đầu mình là nó rất là dễ. Đừng có nghĩ nó khó, nó là dễ. Chỗ nào không hiểu thì mình dùng Google dịch thôi, chứ không có gì đâu mà phức tạp. Nên mình cứ hãy nghĩ nó dễ đã, thì nó sẽ dễ. Còn mình nghĩ nó khó, nó sẽ khó. Ở đây có 34 từ, bạn nào rảnh rảnh mỗi ngày tra từ, làm từ, gửi thầy coi cũng được. Thật ra nó có tới 100 từ lận. Cái danh sách này bây giờ nó nhiều lắm các bạn, tới 100 từ lận. À, thì các bạn tra gửi thầy thử coi dần dần nha. Rồi đến phần này thì có bạn nào còn thắc mắc không? Hay là có chỗ nào mà nó vẫn chưa hiểu lắm? Hay là chỗ nào mình còn thắc mắc gì thì các bạn có thể đặt câu hỏi và thầy giải thích ha. Rồi, bây giờ đến phần là các bạn hỏi, thầy trả lời.